Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty nhé. Và hôm nay thì DK rất là vinh dự và rất là vui khi mà được tiếp đón một vị khách rất là quý đi từ rất là xa tới cơ sở 61 Nguyễn Công Trứ của bên mình. Và chắc hẳn là nếu như mà bạn nào mà là fan cứng của chị Hồ Ngọc Hà giống như mình ý, thì nhìn là sẽ biết đây là ai luôn đúng không ạ? Đây là cô Hương, mẹ của chị Hà. Và trước khi mà chúng ta nhờ chuyên gia laser tại bên mình là chị Giang ấy phân tích về tình trạng của cô Hương thì chúng ta cùng trò chuyện với cô Hương một chút nhé. Cô Hương ơi, cô cho con hỏi thăm là không biết là cô được chị Hà review lại như thế nào mà lại lựa chọn đi cây đến để lại làm đẹp lại cho cái cặp lông mày của mình à cô? Thì chị Hà cũng giới thiệu, tại vì lâu lắm rồi, cách đây khoảng 5-6 năm cô cũng có làm, nhưng mà cái hồi đó cái công nghệ mới là cái mực của nó làm nó không được tốt. Cho nên là giờ thì chị Hà nói thôi, ra cái cơ sở này để người ta chỉnh lại cho mẹ, để cho nó tự nhiên hơn và cho nó đẹp hơn. Vâng ạ, bây giờ anh nhờ chuyên gia giúp em phân tích tình trạng của cô Hương trước khi xử lý để cô nắm được nhé chị nhé. Tình trạng của cô thì cũng như là cô vừa mới nói đấy, do là cô đã làm lông mày cũng khá là lâu rồi. Đấy cho nên là cái phần mực ấy nó đã... không còn nhiều, nó đọng lại, nó chỉ là cái tạp chất thôi. Cái tạp chất nó có chứa kim loại, thế thành ra nó bị trổ đỏ. Và vừa rồi thì con đã xử lý hút hết cái lớp mực đỏ đi rồi. Bây giờ con sẽ xử lý thêm một lần nữa để hạ cái tông mực, hạ hết cái tông mực còn thừa phần còn thừa lại ở trên da, trên bề mặt da của cô để mình có thể làm lông mày mới. Cô Hương cho con hỏi thăm là không biết là mong muốn của mình sau khi xử lý lông mày xong là cô muốn có một cặp lông mày trông như thế nào ạ? Tự nhiên thôi, cô chỉ thích tự nhiên một tí thôi. Đã. Gọi là ít ít rồi tự nhiên thôi, chứ cô cũng không thích làm gì cầu kỳ và nhiều. Vâng ạ, tự nhiên thì đúng là gu của nhà con rồi. Và bây giờ không để cô Hương chờ đợi lâu nữa thì em mời chị Giang bắt đầu xử lý hạ tông màu cho cô Hương nhá. Chị đeo kính cho cô giúp em với ạ. Và hôm vừa rồi thì trong cái buổi beauty show của DK ấy, thì chị Hà có nói là chị rất là thích DK. Và chắc là chị Hà sẽ về là báo với mẹ mình để ngay lập tức là cô Hương ra là để hút sửa lông mày. Thế không biết là khi mà mình đến cơ sở của nhà con ấy thì cô Hương có cảm nhận như nào hả cô? Cô chia sẻ cho con được không ạ? Cô thấy cơ sở vật chất như thế nào, nhân viên nhà con ra sao ạ? Nói chung là mấy chị em rất là dễ thương. Cơ sở vật chất thì tốt. Cô nhìn thấy là tốt, rất là tốt đấy. Cô cũng rất là hài lòng. Đã. Cô chắc là cô đã đến rất nhiều cơ sở làm đẹp rồi đúng không hả cô? Không, cô cũng ít khi tới lắm. À, nhưng cô vẫn cứ có tham khảo tại bạn bè cô họ cũng mở rất là nhiều. Vâng. Rồi người ta cũng giới thiệu với cô rất nhiều để tới tham quan thôi. Vâng. Đã xong nha. Cô ơi, bây giờ xong rồi con mở kính ra để cho cô nhìn nhá. Vâng ạ. Vâng. Chị cho cô soi gương trước đây. Cô gương chúng con nhìn được không ạ? Cái phần mực đỏ của cô này nó cũng đã không còn nữa này. Đấy, và cái mực lem nhem ở trên bề mặt cũng hết luôn. Lông của cô này hoàn toàn bình thường. Da cũng thế luôn ạ. Đấy. Bây giờ thì cô có thể yên tâm để mình có thể xuống và được họa một cái bộ lông mày mới thật là tự nhiên rồi cô nhé. Cô ơi, cô cho con hỏi thăm đấy, là trong cái quá trình xóa thì cô cảm thấy như thế nào? Cô có thể chia sẻ lại cho con và các bạn đang xem livestream được biết không ạ? Không, nói chung là cũng bình thường. Hơi hơi căng căng một tí. Mà châm chích một chút xíu khi xong rồi thì mình thấy cảm thấy châm chích một tí. Còn khi làm thì bình thường. Tại vì là cái da của cô nó rất là mỏng ấy. Đúng, thường da cô mỏng lắm. Mình sẽ cảm nhận nó thấy rõ là gọi là cô ơi, chị Hà là một người rất là tuyệt vời này. Nên là những cái điều mà chị ý dành tặng cho mẹ mình ấy thì chắc hẳn nó cũng phải rất là tuyệt vời và đặc biệt. Thế không biết là khi mà trải nghiệm dịch vụ tại DK xong thì cô thấy là dịch vụ tại DK như thế nào ạ? Để cô xem thử lông mày của tự nhiên không đấy chứ. Dạ, vâng ạ. Thì con nói chung cảm dịch vụ thì được rồi, tốt. Vâng ạ, okay. Vâng ạ. Thế bây giờ con mời cô ra ngoài ngồi thư giãn một chút, xong rồi sau đấy thì dạ. Vâng ạ, xong rồi sau đấy thì con sẽ mời cô xuống nhà để làm lông mày nhá. Ok, ok. Vâng rồi, cảm ơn các con. Dạ.